Chúng ta vẫn thường nghe rất nhiều về món yến xào đắt đỏ, và đây chính là cận cảnh của loài chim yến khi tạo nên những chiếc tổ đắt đỏ để cho chúng ta bồi bổ cơ thể. Mỗi khi đến mùa làm tổ thì những cặp chim yến sẽ bắt cặp với nhau, và chúng sẽ dùng nước bọt của mình, nước giải của mình để tạo nên những chiếc tổ như thế này. Chúng ta có thể nhìn rõ nhé.